Như vậy Azura sẽ ở lại đây trực tiếp đấu với Mạnh Cường. Còn Hằng, Hằng biết phải làm gì chứ? Mình chịu á. Công ty Mạnh Cường. Ngay lập tức. Và Dinh Viên, nhưng trước khi tha cô, tôi phải cho cô một bài học để chưa cay thôi da dôi. Anh Châu Sơn, Bạch Tuyết cô ấy không có tội tình gì đâu, cho nên anh đừng làm khổ cô ấy. Cái bụng cô này sâu lắm, Chế Hùng đừng có nghe lời của cô, cô sẽ hại chết Chế Hùng đó. Rồi được rồi, em cảm ơn anh Châu Sơn đã nhắc em. Nhưng Tuyết là người em yêu. Cái gì vậy Chế Hùng? Hùng yêu cô thiệt ha? Nhưng cô có yêu Chế Hùng đâu, lúc nào cũng ke ke với thằng Mạnh Cường. Cô cũng vì công việc nên chỉ mới như vậy thôi. Tuyết, em không sao chứ? Anh đang trên đường tới nhà con Châu Chiết, nhưng mà anh vừa quay trở lại đây vì anh linh cảm có điều gì đó bất trắc xảy đến với em. Mạnh Cường kêu em đi tìm anh, anh chỉ coi em như một công cụ để tiếp cận anh, nhờ dẫn đường đi tìm kho báu. Cường không yêu em, Cường đã có người khác. Anh ấy chỉ muốn lợi dụng em mà thôi. Nhưng mà em đã nói cho anh là em đâu có yêu Mạnh Cường đâu. Nè, thì em có yêu đâu. Nếu vậy không yêu anh ta, sao mà ghen, sao mà tức với người ta? Nhưng tại Cường luôn miệng nói yêu em nên em tức, chứ em không có ghen. Anh Hùng, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Anh nhớ, hồi ở trường. Xin chào. Hồi nãy tiết mục phố sau của bạn hát hay thật đó. Cảm ơn anh. Mình ngồi đây nói chuyện một chút được không? Em tên là gì? Tên của anh là Châu Chế Hùng. Em tên là Bạch Tuyết. Chắc anh cũng là một cây ca hát. Tuyết cho phép anh làm bạn nha. Anh sẽ mời Tuyết đi ăn tối. Tiếc quá, tối nay em bận rồi. Em phải... Em phải về nhà thật sao? Không, nhưng mà em mới gặp anh lần đầu tiên, không biết anh là ai, quê quán ở đâu, người tốt hay là kẻ xấu. Vậy mà đi ăn tối với anh liền, vậy có phải là quá dễ dãi hay sao? Anh tên là Châu Chế Hùng, là người dân tộc Chăm, là luật sư tư vấn. Anh tới đây á là để tìm các bạn sinh viên năm cuối về cộng tác hoặc là thực tập tại văn phòng của anh. Ồ, lý lịch trong sạch quá ha. Nhưng chi tiết là em có hẹn với người yêu rồi. Mà em thì có người yêu rồi, nhưng mà vẫn chưa có chồng. Vì vậy anh vẫn có quyền hy vọng ở sự lựa chọn cuối cùng của em. Anh đã là người đến sau. Thôi hẹn nhanh vào lúc khác. Được rồi. Chào anh.
Em cẩn thận một chút. Chế Hùng, anh ra đây, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Sao anh quên? Anh Hùng nói với bên khai thác vàng phải đánh gấp rút đi, kéo dài bất lợi lắm. Chuyện gì là sao? Anh nói rõ cho tôi được không? Nể là người cùng buôn với nhau, tôi mới nói cho anh Hùng biết là anh Hùng cần phải nghĩ đến sự an toàn của mình. Được rồi, cảm ơn anh. Chào anh Quyên. Tôi đi nha. Chào cô. Chào anh. Mình đi. Nè, như bà tiền đi chứ. Trả tiền đi. Trả tiền là sao? Bình tĩnh như tôi nói nè. Tôi hứa sẽ trả thù lao đầy đủ cho các anh, thậm chí còn thử các anh nữa. Anh Lâm đang trên đường đem tiền về, các anh định làm ầm ĩ nữa, dù có tìm được kho báu hay là không, tôi vẫn thử cho các anh mà. Kho báu có tìm được hay không là chuyện của anh, tụi tôi làm thì phải nhận thù lao. Anh đã thất hứa mấy lần rồi, hôm nay là hạn chót. Trả đi. Anh là người đầu tư, thành công thì anh hưởng, thất bại thì anh phải chịu. Trả tiền đây. Trả đi. Anh không cần phải giải thích với chúng tôi, tôi chỉ cần anh trả thù lao đầy đủ cho chúng tôi thôi. Trả đi. Nhanh lên. Bước qua đây sao? Nhanh lên. Trả tiền đây. Sếp. Anh Long. Sếp. Nè. Anh Long. Sếp ơi, có tiền rồi sếp ơi. Nè. Cảm ơn. Quên. Rồi, cảm ơn. Dạ. Đừng có lèm mèm nữa nha, nha. Chế Huy, anh khỏe không anh? Chào anh, tôi nhân danh chính quyền địa phương đến đây mời anh Mạnh Cường về ủy ban để làm việc. Tôi bị gì mà mời tôi? Về việc anh phá rừng, phá đất, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân trong làng. Ông nói thiệt, nói chơi giọng Chế Huy. Chính ông làm thầy cúng tế trong ngày khai trương thì có báo của tôi mà. Ông còn giúp tôi tìm thợ đầu sới nữa. Sao bây giờ? Đó là công việc cá nhân, anh nhờ tôi làm thì tôi làm. Tôi được cấp trên thông báo rằng anh không thực hiện hồ sơ pháp lý về việc khai thác kho báu, mời anh đi theo chúng tôi. Đưa anh ta về. Dạ. Trong thời gian này không ai ở bên cạnh tôi hết vậy? Anh Chế Huy à, bây giờ hành lý của tôi còn nằm trên kia, hay là anh chờ người nhà tôi tới rồi tôi gửi lại rồi tôi đi theo anh? Anh cứ gửi lại cho những công nhân ở đó là được rồi, tôi không có nhiều thời gian để mà chờ đợi anh. Anh Quy à? Anh Quy. Anh. À, Tuyết. Anh Cường, chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh lại bị bắt vậy? Chuyện này khó nói lắm. Có lệnh áp giải cho Quyền. Không, tôi đưa về thôn để tìm hiểu trước. Về thôn. Ơi, Chế Quyền là người quen với anh. Anh nói với Mạnh một tiếng đi anh. Em nghe nè, em nói với Mạnh Cường là chấp nhận yêu cầu của chính quyền đi. Em cứ làm theo lời của anh, không có sao đâu. Anh biết là mình phải làm gì mà. Em yên tâm đi. Sao rồi em? Em thu xếp đồ đạc rồi lên quý bay với anh sao?
Tôi được lệnh yêu cầu chỉ mời ông Mạnh Cường về ủy ban để làm việc, lấy lời khai, lập biên bản, rồi sau đó có thể thả cho Mạnh Cường về. Mọi chuyện khó lường trước lắm em à. Em à, hay là bây giờ... Mà tại sao á Chế Hùng không nói anh một tiếng vậy? Anh Hùng nói trước mắt, hãy chấp hành theo lệnh của chính quyền. Hay là Hùng có ý đồ đặc biệt gì đằng sau vụ áp giải đột ngột này? Hùng đã hứa can thiệp vào địa phương để giúp anh khi thảo luận kế hoạch khai thác kho báu, nhưng mà tại sao cho Chế Hùng lại? Thì anh Hùng đã nói với Chế Huy, cho nên anh an tâm đặt mền đó. Vậy tại sao hôm nay Chế Huy trở mặt đòi giấy phép anh? Em nghĩ là do cấp trên ra lệnh, cho nên Chế Huy phải tuân theo thôi mà. Trời ơi, vậy là chết anh rồi. À đúng rồi Hùng à, chỗ bạn bè với nhau, Hùng cứu tôi đi, mà chở tôi lên huyện á thì tôi tiêu mất. Anh phải nên nhớ một điều rằng trong luật pháp không có điều khoản nào quy định về những tình tiết giảm nhẹ trong những mối quan hệ bạn bè. Đến nước này mà Hùng còn nói đùa được hay sao? Luật pháp đâu phải là con máy vô hồn, mà mọi chuyện là điều chỉnh bởi con người. Nói chính xác hơn là điều chỉnh bởi mối quan hệ của chúng ta. Nhưng luật đòi hỏi sự công bằng. Hùng nói vậy có ngụ ý gì? Thôi, đây không phải là nơi thích hợp để chúng ta nói chuyện này. Tôi sẽ liên hệ về nơi quen để nói về trường hợp của Cường. Mời anh Mạnh Cường đi cho. Đi. Tôi đi. Kể lên. Anh kể lên. Anh cứ lên huyện trước đi. Đi. Em sẽ sắp xếp đồ rồi lên sau. Cháu Sơn thiệt không hiểu nơi cây bung của Chê Hùng. Dù biết Bạch Tuyết không tốt nhưng vẫn yêu. Tao già rồi, cái bùng của tao không giống cái bùng của bọn trẻ bây giờ. Nhưng cháu Sơn không tin đó là tình yêu. Người miền xuôi họ dèo miền lắm, họ sâu cây bùng không tin được. Cháu Sơn, cháu Sơn còn nhớ Tuấn Anh không vậy? Tuấn Anh là người miền xuôi, nhưng Tuấn Anh tốt cái bùng lắm. Không phải tốt với Camry mà còn tốt với buôn làng mình nữa. Cháu Sơn nói vậy, Camry không ưng cái bụng đâu nha. Camry, con đừng trách Châu Sơn, chỉ vì Châu Sơn lo cho Chi Hùng thôi, chứ không có ác ý gì đâu. Con chào cha. Dạ. Phải chi mà nhặt tiền nhặt bạc thì đỡ biết mày ha. Nhưng mà đang nhắc chê hay là nhắc khen vậy Camry? Khen thì ít mà chê thì nhiều. Dạ, muốn hỏi Chê Hùng việc này. Dạ, có phải là việc liên quan đến Mạnh Cường không ạ? Con đến đây là muốn báo cho mọi người biết là Mạnh Cường đã bị Chế Quy bắt giải về thôn rồi dạ. Phải như vậy chứ, cái thằng lừa đảo đó phải bị trừng trị xứng đáng. Dạ thì muộn rồi, ngày sáng mai và phải đến gặp Chế Huy, thuyết phục nó xử lý Mạnh Cường ở mức độ vừa phải thôi. Phải chừa cho người ta một lối thoát, không nên đẩy con người ta vào một con đường ngõ cụt như vậy. Gì kỳ vậy? Ở đây mọi người bị ma ám hết rồi sao? Mọi thứ đảo lộn hết trơn. Chị Hùng á thì bao che cho Bạch Tuyết, còn ông Châu Chiếp á thì bảo vệ cho Mạnh Cường. Vậy là sao? Nguyên nhân đó là nằm ở con người, làm gì mà có ma ám chứ. Mà Camry thấy là Mạnh Cường cũng không phải là người xấu, nó làm vậy chẳng qua là vì hoàn cảnh thôi. Nó chỉ muốn chữa bệnh cho ba nó, vì nó tưởng ông Dung bị Camry em bùa. Camry càng nói càng nghe xoay nào.
Thiên Long bị Mạnh Cường chiếm đoạt bản đồ, rồi bịa ra cái chuyện Trí Dung bị im bùa. Chuyện đó lừa con nít thì được, chứ người lớn ai mà tin. Vấn đề là người miền xuôi họ lại tin vào chuyện đó. Chút nào á, họ cũng nghĩ người miền núi chúng ta rất quyền bí, họ không có hiểu được chúng ta, mà chúng ta lại chẳng có cách nào để cho họ biết, cho nên là họ tin cũng không có gì lạ hết. Ông Châu Sơn, rất có thể trong tương lai Mạnh Cường sẽ là anh vợ của Thiên Lộc. Hiểu rồi. Bơi ốc đặt lên trên đâu, bơi dây nó mới sinh ra đủ thứ lộn xộn. Anh Châu Sơn, trái tim á nó có lý lẽ riêng quen, rất là tin vậy, không có làm đâu. Dạ, con tin là anh Chế Quy sẽ nghe theo lời khuyên bảo của già. Mà lẽ ra cái vai trò trưởng thôn phải giao cho già thì mới đúng. Sau này á, khi mà được cơ cấu về quyền, con sẽ đưa ra đề nghị này. Ôi, tao già rồi, thỉnh thoảng góp ý thì được, chứ đứng ra quản lý thì chịu thua, không bằng lớp trẻ đâu. Với lại thời gian chơi với thằng Châu Phách cũng hết ngày rồi, quản lý gì được. Dạ con chào ông. Con chào gì? Dạ con chào ông. Con chào gì? Thiên Lộc Thu Hà, đi đâu từ sáng tới tối mệt mới về vậy? Làm ông lo quá. Mà ngồi đi. Thôi, hai đứa ngồi xuống đi. Dạ. Dạ. Dạ con xin lỗi ông à, tại vì con với Thu Hà vào rừng thấy cái gì cũng thích nên quên giờ, bây giờ mới về trễ. Hên á là anh Lộc, anh có làm dấu đường chứ trời tối như đây. Hôm nay á đãi ông chồng yêu quý của em sau một chuyến đi rừng mệt nhọc. Mà Cường Lộc với Thu Hà sao rồi anh, tụi nó có tìm được gì chưa? Uống cây em. Anh nói cho em biết, tụi nó còn lâu mới tìm được. Ủa sao anh nói vậy? Vì tụi nó không có vị trí kho báu, hiểu chưa? Cái bản đồ và di chúc của Tuấn Anh để lại cho Thiên Lộc kết hợp với cái bản đồ của Matthew So, mà tại sao không tìm thấy? Mấy cái bản đồ đó đều là giả. Trời ơi, thiệt là em không hiểu sao mà mấy cha con anh, cả thằng Thiên Lộc luôn, tại sao mà lại u mê dữ vậy. Thôi anh kêu tụi nó về đi anh. Tụi nó đâu có nghe anh. Nhưng cái này mới có thể mở cửa được kho báu nè. Mạnh Cường không tin cái này hả? Anh chưa có cho nó coi, với lại nó đang bị tạm giữ vì phá mìn không có giấy phép. Sao anh lại làm như vậy? Anh như nói là cha con mà, nó thì bị bắt, còn anh thì lại trốn về đây. Cứ để cho nó chịu vài sự cố đi, nó sẽ học được những bài học có ích. Em yên tâm, nó không có sao đâu. Trời ơi, tại sao anh lại tin vào cái tờ giấy ngoằn ngoèo này chứ? Anh nói cho em biết, đây mới là bản đồ thế, chắc chắn là do ông Tùng giữ. Ông gửi cái này á qua đường bưu điện cho thằng Lộc. Còn mấy cái bản đồ kia chẳng qua chỉ là nghi binh thôi. Chuyện này khó tin quá anh ơi. Đây có bằng chứng nè. Anh hỏi em, tại sao khi thằng Cường trả bản đồ cho thằng Lộc mà nó không lấy? Điều đó chứng minh là đó mới là đồ giả, nên thằng Lộc mới không cần. Thôi sao cũng được, nhưng mà Camry á, nó chịu giải bùa cho anh á, là em vui rồi. Sao em khùng quá, anh đâu có bị ếm bùa ếm ngãi gì đâu. Đó là anh chỉ để lừa thằng Lộc với ông Châu Chiếp mà thôi.
anh á, càng ngày càng khiến cho em sợ quá. Anh có nghĩ đến một ngày nào đó những mưu ma chứa quỷ của anh sẽ bị quả báo không? Làm gì mà chuyện đó có hả em? Anh chỉ làm một cái vố này thôi rồi sẽ nghỉ. Sau này á, khi có vàng đầy tay, rảnh rỗi thời gian, đi chùa làm phước thì đâu có muộn đâu. Chứ. Thôi uống đi em. Uống đi. Nói chuyện cho nghe rồi mà sao cứ lo hoài. Uống đi. Suốt đêm qua tôi không có ngủ được. Giờ oải quá. Không biết khi nào Mạnh Cường mới được thả ra. Thả còn đỡ, tôi sợ là bị giam luôn á. Không lẽ tụi mình ở đây chờ Mạnh Cường hoài hay sao? Không lẽ bây giờ mình bỏ về hết, lỡ ông Mạnh Cường quay lại á, để ông một mình trên rừng coi sao được. Hay là để tôi đi hỏi cô Bạch Tuyết. Tuyết ơi, con ngủ dậy chưa? Dạ. Có chuyện gì vậy chú? Tối hôm qua con trằn trọc hoài, tới gần sáng mới ngủ được chút. Mệt quá, bây giờ con muốn ngủ nữa chú ơi. Mấy anh em trong đoàn á, rất là phân vân, không biết là ở lại đây hay là về thành phố nữa. Nếu ở lại á, không biết đến bao giờ nữa. Ủa, gạo với đồ ăn của mình có nhiều không chú? Cũng còn khá khá. Nếu mà ăn ít một chút thì cũng được một tuần. Vậy cũng đỡ. Thù lao và lương bổng mọi người nhận hết rồi, phải không chú? Nhận rồi. Như vậy thì đâu còn gì phải lo. Con đề nghị các anh và các chú ở lại thêm vài bữa, để coi tình hình của anh Cường như thế nào thôi. Nghe cô nói tôi thấy cũng tội. Tôi thấy là với tình hình như vậy nên việc khai thác kho báu chúng tôi chắc phải dừng lại vài ngày, đợi thằng Cường trở lại rồi cùng về thành phố luôn. Tôi cũng nghĩ như vậy. Con thấy như vậy cũng được. Giả thuật đó. Đó chỉ là bài đơn giản để phòng thân thôi. Đêm qua em ngủ ngon không? Đêm qua em không ngủ được. Còn anh thế nào? Ừ, anh quen phong thủ nơi đây rồi. Bộ em quên anh là chân địa phương ở đây sao? Anh chỉ cần nhắm mắt một cái là ngủ tới sáng à. Ờ đúng rồi, em qua đây. Em nè. Em có thấy dòng suối ngày qua ngày tuôn chảy, mặc dù trong lòng suối gần đá nhấp nhô lởm chởm mà suối vẫn phăng phăng. Hình như anh đang muốn nói với em điều gì, cho nên mượn câu chuyện dòng suối đúng không? Mỗi lần về quê anh thích ra ngắm suối để chiêm nghiệm. Dòng suối giúp cho anh đối phó những khó khăn trong cuộc sống.
dùng số chấp nhận những gành đá cản trở mà không than thở đi gì hết. Công nhận, không ngờ người dân tộc Lai cũng thơ văn lãng mạn quá ha. Anh mà thơ văn cái gì? Anh nghĩ sao á thì anh nói vậy. Con suối á, nó cũng giống như con người mình vậy. Em thấy anh có nói đúng không? Em không ngờ Mạnh Cường lại gặp khó khăn như vậy. Mọi chuyện đều có lối thoát nếu mình bình tĩnh. Anh đã nói trước rồi, Mạnh Cường có một kho báu rất là quý giá. Người đó chính là em đó. Vậy mà anh ta cũng không hề biết, cứ đi tìm đâu đâu không à. Anh này, đừng có ghẹo em nữa mà. Tội cho Cường, đây là lần vấp ngã đầu tiên mà lại ngã quá đau. Vấn đề là mình phải biết đứng dậy sau khi ngã em. Nhưng trước hết, Mạnh Cường cần phải được trả tự do càng sớm càng tốt. À, mới tối qua anh có đến nhà con Châu Chiếp. Ông có hứa là sáng nay sẽ đi gặp Chế Quy để trả tự do cho Mạnh Cường. Thiệt hả anh? Ừ. Ông Châu Chiếp không giận Mạnh Cường nữa hả? Không em, ông ấy là một người rất độ lượng. Ông Châu Chiếp là vậy, ổng lúc nào cũng thương người. Em biết không, trước đây á, ổng rất là giận Mạnh Cường, bởi vì Mạnh Cường đến đây để phá rừng phá xuống, thậm chí dẫn đến mức ông Châu Chiếp đòi trừng phạt rất nặng. Nhưng mà ông ấy không để bụng. Nếu vậy, ông Châu Chiếp sẽ có mặt tại nhà Chế Huy. Anh có tới đó không vậy? Tất nhiên á, là anh có tới rồi. Mà em cũng không cần nhắc khéo anh đâu. Anh đã nói rồi, dù của Mạnh Cường á, nếu có ý kiến của ông Châu Chiếp thì sẽ không bi thảm như những gì em nghĩ đâu. Em cũng đừng quá lo lắng hả? Mà thôi, bây giờ mình xuống suối tắm đi, giờ vẫn còn sớm lắm. Chứ Quy chưa làm việc đâu. Bây giờ mình xuống suối tắm, tắm vào buổi sáng tuyệt vời lắm. Đi, nhanh lên, không có sao đâu. Anh xuống tắm trước đi, để em thay đồ cái nha. Để nha. Nhanh đi em. Tắm trước đi. Anh đợi em chút xíu, em thay đồ rồi quay lại nha. Nhanh lên. Xuống đây đi. Để anh tí. Trời, cẩn thận nha. Từ từ thôi. Sao vậy? Em xin lỗi. Bây giờ Mạnh Cường chưa được tự do, cho nên em không thể. Em thấy lạnh quá, mình lên nha anh. Thank you.
từ sáng tới giờ. Đói bụng chịu hết nổi rồi. À, em có chuẩn bị mì, mình vô ăn mì nha. Ừ, mình đi. Đi. Ngon lắm đó. Để anh ăn thử. Em uống nước đi. Nè, ngon lắm đó nha. Em ăn trước đi. Anh ăn đi, em chưa muốn ăn đâu. Không, em ăn đi, em đang đói mà. Ăn đi ngày mai còn lấy sức nha. Ừ, em ăn một chút thôi mà. Tới ăn. Trong đời anh đó, đây là món mì ngon nhất của anh đó. Ngon quá hả? Anh có nói thiệt không vậy? Anh nói thiệt đó. Mì ngon, khung cảnh lại hữu tình nữa, lại được ngồi ăn chung với một cô gái đẹp như em thì còn gì bằng nữa. Nếu mà ngon á, anh ăn hộp này luôn đi. Ừ, nha. Đâu có được, em phải ăn chung với anh á thì nó mới vui. Thôi mà. Ăn miếng đi em, ăn đi. Miếng thôi nè. Em á chỉ nói đùa với anh thôi, chứ em đói lắm rồi nè. Dám cặc anh hả? Em ăn sẽ lấy của anh nữa là. Của em hả? Đúng rồi, đúng rồi. Anh phải trả lời ngắn gọn những câu hỏi của tôi, không nói ra ngoài những gì tôi cần hỏi, hiểu chưa? Tôi làm việc với bên chính quyền đại diện, hay là làm việc với anh chỉ huy với tư cách là cá nhân? Tôi không hiểu câu hỏi của anh. Anh muốn giở trò vặn vẹo hả? Nếu làm việc tại chính quyền thì phải ngồi ở ủy ban chứ, tại sao lại ngồi ở nhà của anh? Ở thôn này còn khó khăn, mai mốt mới xây xong trụ sở, tạm thời thì xử lý mọi việc tại nhà của tôi, anh rõ chưa? Còn nếu anh muốn làm việc ở ủy ban, được thôi, tôi sẽ giao anh qua ủy ban huyện ngay lập tức. Thôi, tôi làm gì tại đây? Dù gì anh cũng nắm được toàn bộ hoàn cảnh của tôi, chứ lên trển mấy ông căng lắm. Làm đúng bài bản thì kệ tôi lắm. Anh nghĩ là anh có thể tác động để tôi chiếu cố cho anh hay sao? Thì ngay từ ban đầu anh đã nhận lời làm thầy cúng rồi, như vậy đâu phải anh không biết tôi lên trường tìm kho báo đâu. Nhưng anh đâu có đặt ra yêu cầu đối với tôi. Chuyện là thầy cúng, đó là ở cái thôn này ai mà không biết tôi làm thầy cúng, có uy tín với dân nên được cấp trên chỉ định tôi làm trưởng thôn. Còn việc anh nhờ thì tôi làm. Nè, không có ghi đoạn này vô biên bản vì nằm ngoài nội dung chính của vấn đề vi phạm pháp luật của anh ta. Chính tôi đã yêu cầu cô Bạch Tuyết, người trong đoàn của anh, đến đây làm thủ tục hồ sơ để xin phép khai thác. Nó đúng hơn là anh gợi ý để chạy giấy tờ cho chúng tôi. Gợi ý hay là gì gì đi nữa, vấn đề chốt lại cũng là đảm bảo giấy tờ đối với việc khai thác của anh thôi. Nhưng tôi đâu có rõ yêu cầu cụ thể của anh là gì. Anh chỉ nói chung chung. Phải chi á, anh cứ nói thẳng ra đi. Anh muốn gì, anh cần gì thì đâu cho đó hết rồi. Anh muốn ám chỉ cái gì? Bộ anh định vu khống, nói xấu cán bộ trưởng thôn hả? Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời. Ăn
nói sóc ốc. Lỡ lời cái gì? Dạ, con chào gia. Dạ. Coi bộ danh giá hôm nay hoành tráng quá ha. Dạ, con mời gia ngồi. Con mời gia. Cảm ơn. Dạ, có việc gì muốn nói với cháu hả? Thôi, tạm nghỉ. Khi nào tiếp tục, tôi sẽ điều động. Dạ. Đi. Thôi, để nghi phạm ở đó, cho tôi xử lý. Dạ. Thưa trưởng thôn, đây là thư từ bưu điện mới gửi về. Thư gửi về địa chỉ nhà trưởng thôn. Ừ. Cha đến đây để xin trình bày ý kiến về vụ khai thác kho báu trái phép với trưởng thôn. Ông ơi, cháu lỡ dại lừa dối ông, xin ông hãy tha lỗi. Cháu thề á, từ đây cháu không có tái phạm nữa. Cháu nói nghe là lừa dối, tức là có một chủ đích hẳn hoi. Làm gì có cái gọi là lỡ lừa dối. Tay cương này, giở trò gì để lừa dối gia? Vậy là tội trong chức. Cháu đang củng cố hồ sơ, sau đó sẽ chuyển qua huyện để cấp trên xử lý. Dạ nghi, cháu cho dừng lại việc khai thác trái phép, cấm tuyệt đối cầu cương bé mạng là được rồi. Mạnh cường âm mưu chiếm kho báu của dòng tộc. Dòng tộc của gia đang cất giữ một kho báu mà sao cháu không biết gì hết? Vì đó là bí mật tuyệt đối của dòng tộc. Làm gì mà rung như cầy sấy vậy? Tôi không đòi đưa cậu Cường ra pháp luật, mà hãy chừa cho cậu ta một con đường sống. Dạ, cháu đội ơn dạ. Cháu đội ơn dạ. Con chào dạ. Chào anh Chế Quy. Chế Hùng. Anh Hùng, có thư từ ủy ban huyện gửi cho anh. À, ủy ban huyện triệu tập vào ngày mai để phổ biến về phương hướng phát triển huyện nhà. Chắc là trong cuộc họp phổ biến phương hướng cũng sẽ đề cập đến vấn đề tổ chức nhân sự, đúng không? Mọi chuyện giải quyết ra sao rồi? Và Châu Chiếp đề nghị thả tự do cho Cường, ý kiến của Hùng thế nào? Đó là vấn đề thuộc thẩm quyền của Chí Quy mà. Ngay lúc này thì tôi vẫn còn là người dân, tôi đâu phải là cán bộ quản lý này nọ gì đâu. Nhưng mà theo tôi nghĩ á, ý kiến của một người trưởng lão như ông Châu Chiếp đây thì rất là dạy dặn lẽ đời và rất là đáng nghiên cứu đến Quy. Tôi hoàn toàn tán thành ý của Châu Chế Hùng. Không lẽ công sức lâu nay của mình để bị đổ sông đổ biển hết? Anh không giữ tính mạng mà chỉ tiếc của thôi sao? Nếu muốn, tôi sẽ giao anh cho huyện xử lý rốt rẽn luôn. Không không không, tôi muốn trở về thành phố. Nhưng anh chưa về ngay được đâu, anh còn phải ở lại
hoàn tất một số thủ tục và chi tiết trong biên bản nữa. Dạ, chào gia. Đây là cây gia phải trà, để cháu sáng mắt mà sửa đổi tâm tin, cháu hiểu chưa? Dạ. Thôi em xin phép. Ừ. Cường à. Hẹn gặp lại sau. Ừ. Gì? Ủa? Mới sáng sớm mà hai người đi dạo sớm vậy? Tối qua tôi đợi cô Tiết về ăn bắp nướng á. Hôm qua em có việc ở trong thôn, nhưng khuya quá em ngủ nhờ nhà người quen ở trong thôn á. Vậy hả? Dạ. Em về Phú Huyện với anh đi. Ở đây có mấy người quen có thể giữ đồ cho Mạnh Cường, được không anh? Em tính như vậy cũng được, nhưng em nhớ ghi vào dòng cho Mạnh Cường để giải thích tại sao em phải đi trước nha. Đến phụ cho. Đến cất cho. Chào anh. Anh giữ đồ của anh Cường giùm em. Em về nhà có việc gấp. Ủa, tình hình Cường sao rồi cô Tiết? Anh yên tâm, hôm qua anh Hùng đã nói với trưởng thôn và họ hứa sẽ trả người về. Em nghĩ chậm nhất là hôm nay, còn nếu không sẽ là ngày mai. Tuyên nói đúng rồi đó, mọi người cứ yên tâm đi. Chỉ còn vài thủ tục gì đó nữa thì anh Cường sẽ quay trở lại đây ngay thôi. Chị à? Hả? Gì em? Chị giữ lá thư này gửi anh Cường giùm em. Ừ. Em có việc phải về Sài Gòn gấp. Ừ. Đi thôi em. Em đi nghe chị. Ừ. Em đi ha. Em đi nghe. À. Chị, đúng là cái thứ coi mới nới cũ. Ông biết gì? Đàn ông gì mà nhiều chuyện quá vậy? Chuyện của người ta ông xí vô làm gì? Tôi nói thiệt với chị là tôi không ưa cái loại phụ nữ đó. Ông biết cái gì mà bình phẩm? Người nào xứng đáng hơn thì người ta yêu, có gì đâu. Ủa? Trung Cường.
Trời Phương, chú có sao không? Về rồi hả? Sao chú cậu sao vậy? Không sao. Bây giờ tình hình là sao rồi? Bây giờ có tiếp tục khai thác không hay là rút? Nếu muốn ở tù thì tiếp tục mà khai thác. Vậy là phải rút rồi. Chú Cường ơi, hồi nãy cô Tiết với cậu Hùng mới tới đây nè, rồi vừa đi tới thị á. Sao? Đi lâu chưa? Cô Tiết gửi cho cậu nè. Họ đi hướng nào? Hướng này nè. Hướng này đó. Đàn ông gì mà lanh chanh. Ở nhà nên về gấp. Sẵn anh Hùng đi xuống huyện nên em đi chung với ảnh luôn. Có người rành đường như ảnh em cũng đỡ lo. Hẹn gặp Lan tại thành phố. Em đã suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của chúng ta. Khi nào gặp nhau em sẽ nói chuyện kỹ hơn. Chúc anh khỏe. Em nói là quan hệ của hai chúng ta là ngụ ý gì? Hay là giữa Tuyết với Hùng hai người có quan hệ gì với nhau lúc mình đang bị tạm giữ? Người đàn ông có bản lĩnh sao phải chinh phục được tình yêu của phụ nữ? Nếu chỉ biết chung chạy với lại gái giang hồ, đối với em đàn ông như vậy đuối lắm, không đủ bản lĩnh. Giữa đại ngàn tiếng suối tham tranh đời cô liêu, lòng tham lòng thù hờn sao kiếp người vương mơ. Thời nhân thế bởi vì đâu. Em tưởng em cao giá lắm hả? Đàn bà chỉ là đàn bà thôi. Em dám coi thường tôi hả? Em phải trả một cái giá đắt. Chị gì vậy? Nói nghe nè. Gì? Tôi nghe biết được cái lá thư mà Tuyết gửi cho thằng Cường á, đó là một lá thư tuyệt tình, cho nên là người đọc người ta như là kẻ mất hồn vậy. Tôi không có nghĩ như vậy. Cô Tiết lẽ nào lại tuyệt tình như vậy? Bởi vậy không lẽ cô Tiết lấy một gáo nước lạnh tạt vô mặt người đang hoạn nạn như vậy? Trời ơi, bởi vậy á, bà không có biết gì kinh nghiệm về phụ nữ gì hết trơn. Để tôi kể cho bà nghe nè, câu chuyện con cua đực. Trong khi đó là con cua đực bây giờ nó bệnh, nó ốm yếu, không biết cái gì mà nói. Cho nên con cua cái là cổng con cua đực khác về ăn thịt con cua đực ở nhà. Tôi cấm ông xúc phạm tới phụ nữ nha. Ông về ông nói chuyện với vợ ông á. Tôi thôi vợ rồi. Phải rồi, người như ông á ai mở quả có ma. Nè mọi người. Hả? Chúng ta nhổ trại về thôi. Ủa sao kỳ vậy? Sao vậy? Tự nhiên đi về hả? Rồi giờ đồ đã còn cả đống chổng rồi sao vậy? Hả chú Cường? Đổ xăng đốt hết đi. Đó. Tôi không muốn mang chứng tích thất bại này về nhà. Trời. Hừ.
Alo, Kim Hằng hả? Chuẩn bị đón tiếp Mạnh Cường nha. Hắn chuẩn bị về Sài Gòn rồi đó. Ủa, sao bỗng nhiên hắn về Sài Gòn để làm gì? Mạnh Cường vừa bị dân quân ở đây bắt vì tội khai thác kho báu trái phép. Nếu như hắn bị bắt thì làm sao về Sài Gòn được? Hắn trốn trại hả? Không phải, là do ông Châu Chiếp đứng ra xin cho Mạnh Cường đó. Ông Châu Chiếp? Tại sao ông lại xin cho Mạnh Cường? Ông không sợ là Mạnh Cường sẽ quay lại cướp kho báu của ông sao? Ông Châu Chiếp làm vậy là đúng rồi. Mình nghĩ là có lẽ ông Châu Chiếp muốn dùng lòng nhân để cảm hóa Mạnh Cường. Nhưng mà Mạnh Cường đâu phải là con người dễ cảm quá. Càng gần hắn, mình càng nhận thấy hắn là một... Trời ơi Cường, con làm gì mà mặt mày con bơ phờ đen đuối như vậy nè? Không phải con đang ở rừng để tìm kho báu hay sao? Tan tành hết rồi chứ gì. Sao mẹ lại biết? Sao cái gì mà sao? Cứ nhìn đi, cái bộ dạng thất thiểu của con như vậy á thì biết ngay là không tìm được kho báu rồi chứ gì. Chưa tìm thấy chứ không phải không tìm thấy mẹ à. Hai chuyện là hoàn toàn khác nhau. Con thề là con không dừng lại cho tới khi nào tìm được kho báu đâu. Bằng cách nào? Cái đó con chỉ nói với mẹ được. Thôi được rồi, con vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ủa, mẹ tính đi đâu nữa hả? Không, ở nhà một mình thì buồn quá. Mẹ tính đi lanh quanh một chút. Nhưng bây giờ con về rồi, mẹ vô nhà với con ha. Tìm kho báu á, sao rồi? Kể cho mẹ nghe coi, có gì hấp dẫn không? Có gì vui đâu mà kể mẹ à. Thôi, vậy thì cũng tốt. Ít ra, nhờ đó mà con ở nhà với mẹ. Chỉ tạm thời thôi, con sẽ trở lại rừng mẹ à. Tốn bao nhiêu công sức toàn là lấy được mấy thứ trời ơi không à. Vậy là kho báu không có như bản đồ sao con? Toàn là đá với mấy thứ linh ga không à. Thôi con đừng có buồn, mình không có phần được hưởng thì thôi. Mẹ à, con trắng tay rồi. Con à, còn người thì còn của. Con còn công ty riêng mà. Nhưng mà Kim Hằng á cũng quản lý khá tốt nữa. Con không nói chuyện tiền bạc. Vậy chứ con mất cái gì? Tình. Con Bạch Tuyết đã đá con rồi. Theo thằng Châu Chế Hùng, con thề là con sẽ trả thù. Thằng khốn đó, không thể nào cứ Bạch Tuyết khỏi tay con dễ dàng như vậy được. Con à, con đừng có nóng nảy. Kẻo có những hành động nông nổi nguy hại đến bản thân con. Con chưa biết sẽ phải làm gì, nhưng con không chịu bỏ cuộc đâu mẹ à. Bây giờ mẹ là con, mà mẹ bị phản bội đi, mẹ có bực với con hay không? Nhưng con Bạch Tuyết á thì có liên quan gì tới con? Không phải con với Kim Hằng yêu nhau sao? Kim Hằng thì con yêu cổ. Vậy rồi sao? Ý con nói là Bạch Tuyết nó bắt tay với thằng Hùng lừa gạt con. Bọn nó đã chỉ sai chỗ giấu kho báu. Tôi bí mật chiếm đoạt kho báu một mình mẹ. Trời,
con nhỏ đã ghê gớm vậy hả? Ai ngờ hai đứa đó đã âm mưu với nhau ngay từ trước. Con Bạch Tuyết tiếp cận dụ dỗ con. Con ngu quá không biết gì hết mà. Thôi được rồi, con sao vậy? Bình tĩnh đi con, chuyện đâu còn có đó mà. Alo. Anh, em nhớ anh quá à. Hay là em lên trển với anh nha. Đừng, anh về Sài Gòn rồi. Vậy hả? Anh về hồi nào? Sao anh không nói với em? Hay là anh có cô nào rồi nên mới lạnh nhạt với em vậy phải không? Anh làm gì có. Anh vì nhớ em quá, anh mới về Sài Gòn thăm em đây nè. Vậy em tới đón anh nha. Ờ thôi khỏi, để anh tới đón em được rồi. Em tới rồi hả? Anh nhớ quá à. Nè. Anh. Em. Thôi em vô chăm thăm mẹ anh chút xíu nha. Ủa nhưng mà sao biết anh về mà em tới đây vậy? Em tính ghé qua thăm mẹ anh thôi, em đâu có biết là anh về đâu. Thôi để em chút xíu nha. Hay là cổ biết gì đó đây ta? Mời anh dùng nước. Cảm ơn. Ông Tùng à, Mạnh Cường và Thiên Lộc tụi nó lên rừng mà không có tin tức gì hết trơn vậy. À chuyện đó thì thôi, ông uống nước đi. Cha chú tụi nó đã sai lầm, vậy mà mấy đứa nhỏ vẫn u mê về cái kho báu đó. Tôi hết sức cản ngăn mà vẫn không được. Ông cứ bình tĩnh, chúng nó tìm chán không thấy rồi cũng về thôi. Tôi cũng mong vậy. Tôi chỉ mong mấy đứa nhỏ không gặp chuyện gì. Chứ thằng Lộc mà bỏ đi như thằng Tuấn Anh, chắc tôi chết mất quá. Ông ba, có chuyện này tôi vẫn giấu ông. Ông giấu tôi chuyện gì? Ông biết chuyện thằng Cường cướp bản đồ của thằng Lộc không? Tôi cũng không trách mấy chuyện đó, tại vì thằng Cường chỉ muốn chữa bệnh cho ba nó thôi. Chuyện không giống như ông nghĩ đâu. Ồ, không phải vậy hả ông? Thằng Trí Dũng thực ra không hề bị điên như ông nghĩ. Camry chưa từng ếm bùa nó thì làm sao nó bị điên được? Chuyện buồn ngại đó là do người ta thiêu dệt lên mà thôi, không có thật đâu. Thiệt vậy sao hả ông? Tôi biết là Mạnh Cường nó có ý đồ xấu nên mới cho thằng Tiến đi theo. Một mặt là để theo dõi thằng Cường, mặt khác là để bảo vệ thằng Lộc và mấy đứa kia đó ông à. Trời ơi, thằng Cường lại làm mấy cái chuyện đó nữa sao? Không chỉ vậy đâu, cái vụ bắn con Kim Hằng
tôi đang nghi ngờ thằng Cường chính là người đứng sau đó. Trời ơi, vậy có khi nào thằng Cường nó hại thằng Lộc không? Tôi lo quá. Ông yên tâm, đã có thằng Tiến luôn đi cùng tụi nó để bảo vệ rồi. Mà ông không tin là có kho báu, mà tại sao lại để tụi nó đi tìm vậy? Tôi muốn biết một sự thật. Sự thật gì vậy ông Tùng? Tôi muốn biết lý do tại sao Tuấn Anh chết. Ai đã hãm hại nó? Không phải ông tin cái chuyện Tuấn Anh bị cọp ăn thịt đó chứ? Tôi cũng hy vọng là không phải như vậy. Thực ra cả tôi và thằng Thiên Lộc lúc nào cũng tin rằng thằng Tuấn Anh vẫn còn sống. Thiên Lộc vào rừng lần này, mục đích chính của nó không phải là kho báu, mà tìm ba của nó đó ông. Không ngờ chúng ta đều có suy nghĩ giống nhau. Thôi, tôi về nhé. Xin chào. Cảm ơn ông. Xin mời ông. Tuấn Anh, em về nha. Anh ở lại cẩn thận. Mình nghỉ đây một chút đi. Ủa anh Lộc, anh sao vậy? Chỗ này là chỗ nào? Tại sao không có trong bản đồ? Coi chừng lạc đường nha Lộc. Chúng ta đã đi cả ngày rồi, không thấy một bóng người nữa hết. Anh yên tâm đi, em sẽ tìm ra được mà. Anh Lộc, anh còn nước không anh?
anh cũng hết nước luôn. Anh Tiến, anh còn nước không? Ờ, nước của anh cũng hết luôn rồi. Thôi, mình cố gắng đi. Gần đây chắc có người sống mà. Anh ơi, hay là mình quay về đi. Lỡ như trời tối mà ở đây sẽ nguy hiểm lắm. Bây giờ mình quay về cũng không kịp nữa. Hay là tụi mình dựng liều ở đây, rồi anh Vinh Tiến sẽ thay phiên canh cho em ngủ, được không? Ok, anh sẽ canh cho người đẹp ngủ. Còn hoàng tử thì không biết có hay không nha. Anh Tiến, hát ngang bài đi. Ok, anh sẽ hát tặng hai em một bài Chiếc Khăn Phiêu. Tiếng tôi vang rừng núi, tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời. Thôi. Hình như có người. Anh Tiến, hình như có ai đó anh Tiến. Thôi mình đi. Đi. Chuyện gì vậy? Lộc. Ủa, chị Cam Ri. Chị Cam Ri. Chị ơi, mấy người đó đang làm gì vậy chị? Con ơi, con ơi. Đó là ma rừng. Ma rừng? Ma rừng bé xíu như vậy mà sao chị Cam Ri lại sợ? Người đàn bà kia sau khi sinh đứa bé bỗng như bình nặng chừa hoài không khỏi. Đứa bé đó là ma rừng, cho nên không được sống với dân làng mà phải đưa vào rừng. Ủa, mà họ làm như vậy để làm gì hả chị Cam Ri? Họ đang làm lễ đùa ma rừng đó. Người đàn bà kia sắp chết hay sao hả gì? Nó nhỏ nhỏ thôi, để họ nghe thấy bây giờ đó. Sao họ nỡ đuổi hai mẹ con họ ra khỏi buôn làng như gì? Đó là ma rừng nhập vào. Đứa bé đó bây giờ chỉ còn về bề ngoài thôi, cho nên họ không cho mẹ con họ ở trong buôn làng nữa. Thưa bà con, hôm nay theo tập tục buôn làng, hai mẹ con này là ma rừng nên phải đuổi khỏi làng. Không, dì ơi, dì có sao không dì? Dì ơi. Lộc à, em ơi, em có sao không? Dạ. Em ơi, Lộc, con thưa ông. Thiệt Lộc. Ờ, ông cho phép con được giúp đỡ hai người này à? Anh là ai? À, thưa ông, à, anh ấy là cán bộ văn hóa lên đây đó ạ. Không được đâu, vì không ai trong làng chấp nhận ma rừng chung sống với người. Dạ, con xin phép ông được đưa hai mẹ con này về miền xuôi, kiếm một nơi khác để chữa bệnh. Dạ. Cũng không được, thần linh sẽ quở trách dân làng của chúng tôi. Ông ơi, chúng con xin cùng ma theo đúng tập tục của dân để cưu mang cho dân làng ạ. Được rồi, lễ vật phải đủ để tôi làm lễ. Ông ơi, ông yêu cầu gì con sẵn sàng làm đúng như vậy ạ. Không có sao đâu cô, không có sao đâu. Nhưng vì cứu mạng người là gấp rút hơn hết, ông cho phép con gửi cho ông một số tiền đầy đủ cho ông mua lễ vật. Con còn đưa hai mẹ con này xuống huyện nữa. Thưa bà con, chuyện xảy ra ở buôn làng hôm nay có người vừa xui can thiệp, tôi cũng ưng cái bụng. Tôi không biết ý bà con thế nào, bà con có đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý.
có sao không cô? Cô có sao không cô? Cho con gửi ông mà. Cô Si. Dạ. Cô thay mặt bà con dân làng cầm lấy số tiền này để làm lời cùng ma rừng theo đúng tập tục. Dạ. Dạ, cho con gửi. Dạ, con cảm ơn ông ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Anh ơi. Đi. Đỡ đỡ. Đỡ lên. Nhà châu chip đề. Làm gì mà Sari sợ dư về? Dạ làm con hết hôn. Ủa, Camry đâu? À, Camry về đưa gạo mua cho Tuấn Anh rồi. Camry nhờ con coi nhà giùm. Nhưng sao vậy lại bịt mặt vậy à? Ủa, cháu không ngửi thấy mùi gì sao? Mùi bốc ra từ quần áo của Gia chứ đâu. Trời đất ơi, cha vừa đi qua mé suối gần bụi tre ở thôn năm đó, cá chết nổi lên bên và lôi xuống vớt cá đem đi bỏ. Rồi hay là bây giờ già đợi, già đợi con một xíu nha. Dạ. Dạ dùng đi. Dạ không dùng cục xà bông này đâu Sari ơi. Dạ có la rừng rồi. Rửa bằng la rừng sát thương nhiều, đợi tốn tiền nữa. Thôi, dạ dùng tàm cây này đi, cũng sạch sẽ và vệ sinh lắm đây. Mà gần đây dân mình ai cũng dùng cái này đó dạ. Nãy giờ nghe cháu nói vệ sinh này nọ, chàng nghe càng bức bội hơn. Đừng nói là già bị mùi cá chết năng lên mức làm cho đầu óc cho anh gan nha. Sari nói đúng, chứ có nói sai đâu mà già ưa gan. Con có ăn có học, về già đô ăn sạch ở sạch để làm gì? Ăn sạch ở sạch là để bảo vệ sức khỏe. Đây. Càng ăn bẩn càng khỏe. Ăn bẩn thì mắc nhiều bệnh, sao mà khỏe à? Vậy là con không thấy một số cán bộ ăn bẩn móc ngoặt với bộ năm tắc. Họ càng ăn bẩn càng thâm gia đổ thịt sao? Kim Lâm cũng tùy người, chứ Châu Sơn cũng làm Kim Lâm đâu có như vậy đâu. Đang nói ăn theo nghĩa đen và lại giải thích ăn theo nghĩa bông. Mà mấy cái ông mà già nói á, họ không ăn bần đâu, mà là ăn sạch, ăn không sót cái gì hết á. Bởi vậy á, họ mới có sức mà đi họp liên miên, họp lu bù mà không bao giờ kêu ca. Cực lực xách cặp táp đi từ sáng đến tối, năng suất làm việc thì dần ao ao, đúng không ạ? Nó đùa một chút cho đỡ tức thôi. Ngoài bia suối kia rắc rưởi, nếu không kịp ngăn chặn thì dòng suối kia cũng sẽ bị ô nhiễm. Mà bằng cách nào chặn lại được thưa gia? Bằng cách nào? Cách nào? Hay là qua bên Châu Huy xem Châu Huy có cách gì không? Cha, con mời về. Chị Huy đó, chăm chạp u ly qua, nhưng lan nồi hoài mà thầy không rụt rịch gì hết trơn đó.
Phải chi có chồng chê hung ở đây thì đỡ biết mày cha hả? Mà làm gì bây giờ? Không lẽ mình cứ chờ đợi dài cô, trong khi suy ô nhiễm càng lúc càng nặng. Tình hình này mà kéo dài thì đến dòng suối Thiên cũng khó thoát khỏi số phận đen đuôi. Đến lúc đó chắc phải xin chuyện hộ khẩu quá, kiếm ảnh đất khác cắm dùi, chờ đến khi nào hết ô nhiễm mới dám quay về.